Sát ngày bầu cử, bà Harris dường như đang tấn công đối thủ Trump bằng những tuyên bố của chính ông. Chiến thuật gây ông đập lưng ông bên cạnh tần suất xuất hiện dày đặc trước cử tri trong những tuần gần đây, được kỳ vọng sẽ mang về cho Phó Tổng thống chiến thắng ở các bang dao động quan trọng, trong đó có Pennsylvania. Là một trong 7 bang chiến trường quan trọng, Pennsylvania liên tiếp đón các ứng viên tranh cử ghé thăm trong thời gian gần đây. 19 phiếu đại cử tri của Pennsylvania khiến bang này có sức hút lớn hơn nhiều so với các chiến địa khác, bao gồm Georgia 16 phiếu, Michigan 15 phiếu, Arizona 11 phiếu và Wisconsin 10 phiếu. Đối với cả hai ứng viên, Pennsylvania là bang phải thắng. Tới nay, hai ứng viên đã chi khoảng 350 triệu đô la Mỹ cho các quảng cáo trên truyền hình tại Pennsylvania, thậm chí còn nhiều hơn cả Michigan và Wisconsin cộng lại. Các nhân viên chiến dịch từ lưỡng đảng đều đang nỗ lực gõ cửa từng nhà nhằm giành thêm phiếu bầu cho ứng viên đảng mình. Hồi đầu tháng 10, chiến dịch của bà Harris cho biết họ đã gõ cửa 100.000 ngôi nhà trong tiểu bang chỉ trong ngày 5 tháng 10. Đây là lần đầu tiên chiến dịch đạt được ngưỡng đó trong một ngày. Không chịu kém thế, chiến dịch tranh cử của ông Trump cũng vừa thành lập nhóm Trump Force 47, một mạng lưới tình nguyện viên có mục tiêu giành được sự ủng hộ từ các cử tri độc lập, bao gồm 35.000 cử tri độc lập tại quận Erie, khu vực liên tục đưa ra chỉ báo chính xác về người chiến thắng trong các cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ từ năm 2008 tới nay. Xuất hiện trên màn hình lớn tại sự kiện tranh cử tại tiểu bang dao động tại quận Erie, Pennsylvania hôm 14 tháng 10, những lời chỉ trích của cựu Tổng thống Donald Trump về kẻ thù bên trong của nước Mỹ không nhận được sự cổ vũ nhiệt tình thường thấy từ cử tri bên dưới khán đài. Bởi lẽ, đối thủ của ông Trump, bà Kamala Harris mới là nhân vật chính của sự kiện này. Bước ra khỏi cánh gà, Phó Tổng thống lập tức đi thẳng vào vấn đề. Các bạn hãy rút điện thoại ra và quay clip lại để mọi người đều có thể biết rõ ông Donald Trump là ai. Đây là người đàn ông luôn giao giảng với chúng ta về kẻ thù bên trong nước Mỹ. Nhưng kẻ thù thực sự với ông ấy là những người đi ngược lại với ý muốn của ông ấy mà thôi. Trước đó, ông Trump nhiều lần gọi các đối thủ đến từ đảng đối lập là những kẻ thù bên trong, cho rằng họ nguy hiểm hơn nhiều so với những mối đe dọa từ bên ngoài lãnh thổ. Các bạn không cần phải tin tôi, nhưng hãy tin những gì mà các bạn thấy. Khi ấy, bạn sẽ biết ai mới là kẻ thù bên trong, bà Harris nói với 6.000 người tham gia sự kiện. Chuyến thăm của bà Harris tới quận Erie, một quận đóng vai trò then chốt đối với chiến thắng toàn tiểu bang, là chuyến thăm đầu tiên của bà với tư cách là ứng cử viên đại diện Đảng Dân Chủ kể từ khi tiếp nhận ngọn đuốc từ Tổng thống Joe Biden. Ông Trump từng giành chiến thắng tại quận này vào năm 2016, nhưng đã để thua sít sao 1%, tương đương với 1.417 phiếu bầu trước ông Biden vào năm 2020. Từ đó, mất Pennsylvania vào tay người kế nhiệm. Nửa đầu bài phát biểu, bà Harris đã trình bày các đề xuất chính sách nhằm xây dựng một nền kinh tế cơ hội, giải quyết tình trạng bán phá giá và mở rộng chương trình chăm sóc sức khỏe Medicare dành cho người già và bệnh nhân. Phó Tổng thống gọi Erie là quận trục và kêu gọi những người trong đám đông hãy bỏ phiếu trước tháng 11 vì cuộc bỏ phiếu sớm đã bắt đầu ở tiểu bang này. Nhưng nửa sau bài phát biểu là lúc bà Harris tăng cường tấn công ông Trump. Bà ngày càng tham gia vào chiến lược vận động tranh cử khác thường, hướng sự chú ý của cử tri đến các cuộc meeting của đối thủ. Trong cuộc tranh luận tổng thống vào tháng trước, lần đầu tiên, ứng viên Đảng Dân Chủ này khuyến khích người Mỹ theo dõi những lần ông Trump xuất hiện trước công chúng và tập trung vào các tuyên bố gây tranh cãi cũng như các hành vi được xem là bất thường của ông. Chiến dịch của Phó Tổng thống Mỹ hôm 14 tháng 10 cũng phát hành một quảng cáo mới có tên Kẻ thù bên trong dựa trên những phát biểu của ông Trump. Có sự góp mặt của hai cựu trợ lý an ninh quốc gia của cựu Tổng thống là bà Olivia Choye và ông Kevin Carroll. Các cuộc tấn công của Đảng Dân Chủ trở nên dồn dập trong tối cùng ngày. Tại Green Bay, Wisconsin, người đồng hành tranh cử của bà Harris, thống đốc Minnesota Tim Walz đã tung ra những lời chỉ trích gay gắt nhất từ trước đến nay về ông Trump. Xuất thân là quân nhân, ông Walz cho rằng ý tưởng sử dụng quân đội để dẹp yên các cuộc bạo loạn của cựu Tổng thống là một ý tưởng cực kỳ tồi tệ.
Phát biểu của ông Wang được cho là lời đáp trả đối với những gì cựu Tổng thống Trump đã tuyên bố tại quận Erie hồi tháng trước, nơi ông cho rằng bạo lực mới có thể giải quyết bạo lực ở các thành phố của Mỹ. Thời gian gần đây, bà Harris đã liên tục công kích ông Trump về vấn đề sức khỏe tinh thần, đặc biệt sau sự kiện tranh cử của ông Trump tại Philadelphia, Pennsylvania hồi đầu tuần này, nơi cựu Tổng thống đột ngột ngừng trả lời câu hỏi từ cử tri để đắm chìm vào những bài hát yêu thích của mình suốt gần 40 phút. Màn trình diễn ngẫu hứng của ông Trump đã nhận được những tràng pháo tay và cả nỗi lo lắng. Những người ủng hộ ca ngợi sức quyến rũ độc đáo của cựu Tổng thống, trong khi những người chỉ trích lại coi đó là dấu hiệu đáng lo ngại về sức khỏe tâm lý. Hy vọng ông ấy ổn, bà Harris viết trên mạng X kèm theo một video quay lại cảnh ông Trump nhảy một mình trên sân khấu. Sự việc này xảy ra vào thời điểm then chốt trong cuộc bầu cử tổng thống, khi những lo ngại về tuổi tác và sức khỏe của ông Trump đã trở thành trọng tâm trong các đối sách vận động tranh cử của bà Harris. Sau khi ông Joe Biden, 81 tuổi, rời cuộc đua vào Nhà Trắng sau một thời gian dài bị bủa vây bởi những câu hỏi liên quan đến sự minh mẫn của Tổng thống, Đảng Dân Chủ đã lựa chọn bà Kamala Harris, một ứng viên trẻ tuổi hơn, ra tranh cử, đồng thời ném trả những câu hỏi ấy về phía đảng đối lập. Ông Trump, 78 tuổi, sẽ là Tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử nếu thắng cử vào năm nay và kết thúc nhiệm kỳ thứ hai ở tuổi 82. Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thăm Đức trong 2 ngày 17 và 18 tháng 10 và thăm Angola trong tháng 12. Những chuyến thăm này từng bị hoãn khi Tổng thống Biden chỉ đạo các hoạt động ứng phó với cơn bão Milton. Tổng thống Joe Biden sẽ gặp giới chức Đức nhằm thảo luận các biện pháp tăng cường quan hệ đồng minh giữa hai nước và phối hợp trong các ưu tiên địa chính trị bao gồm cuộc xung đột ở Ukraine và các diễn biến ở Trung Đông. Tổng thống Joe Biden sẽ tái khẳng định cam kết chung của hai nước đối với dân chủ và chống chủ nghĩa bài Do Thái và hận thù, thúc đẩy hợp tác về kinh tế, thương mại và công nghệ, đồng thời tăng cường liên minh và đối tác châu Âu, Đại Tây Dương. Trong tuần đầu tiên của tháng 12, Tổng thống Joe Biden sẽ thăm Angola, qua đó công nhận vai trò của Angola như một đối tác chiến lược và lãnh đạo khu vực. Tổng thống Joe Biden và lãnh đạo Angola sẽ thảo luận hợp tác giữa hai nước về an ninh, y tế và đối tác kinh tế nhằm mang lại lợi ích cho người dân hai nước.